Chiều nay, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, người cao tuổi làm trưởng đoàn, đã về kiểm tra tình hình thực hiện luật trẻ em, quyền trẻ em, luật người cao tuổi, chính sách với người cao tuổi năm 2023 tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng các ban chỉ đạo công tác người cao tuổi, công tác trẻ em của tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, hội, đoàn thể chính trị của tỉnh, huyện Kim Sơn, Yên Khánh. Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay toàn tỉnh có trên 277.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 27,4% dân số, trong đó có trên 119.900 trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm 12% dân số. Để chỉ đạo triển khai hiệu quả luật trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, cụ thể hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các quyền của trẻ em được bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ. Theo quy định của pháp luật, tỉnh cũng quan tâm bố trí ngân sách hàng chục tỷ đồng mỗi năm để các cấp các ngành thực hiện các mục tiêu kế hoạch chương trình hành động vì trẻ em. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ 8 loại vaccine đạt 95%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thể thấp còi chỉ còn 18,4%. Từ năm 2021 đến nay, đã có 28 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ mổ tim miễn phí với số tiền trên 800 triệu đồng. Công tác bảo vệ trẻ em được quan tâm ở cả 3 cấp độ. Cơ sở vật chất được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho trẻ em. Về việc thực hiện luật người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách, pháp luật, các chế độ đối với người cao tuổi, tăng cường vận động các nguồn lực chăm sóc người cao tuổi. Đến nay, trên 67% người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, trên 10.300 người được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Trên 99% xã phường, thị trấn và trên 96% thôn, xóm, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi, duy trì mỗi thôn, xóm, phố có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có sự tham gia của người cao tuổi. Năm 2023, toàn tỉnh có gần 11.400 lượt người cao tuổi được thăm tặng quà với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, việc đảm bảo các nguồn lực đầu tư, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho trẻ em và người cao tuổi, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực tại gia đình, nhà trường, phòng chống đuối nước, xâm hại, tình trạng vi phạm pháp luật ở trẻ em. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn khẳng định, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế xã hội, tỉnh luôn dành nguồn lực tương xứng, đảm bảo công tác an sinh xã hội, ban hành các chính sách đặc thù để chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi và trẻ em. Điển hình như thực hiện các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, qua đó giúp nâng cao mức sống cho các đối tượng chính sách người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em và người cao tuổi. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương đánh giá cao việc thực hiện luật trẻ em và luật người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương đã nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện hai luật. Vì vậy, trong công tác điều hành xây dựng chính sách đã cụ thể hóa được văn bản chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành địa phương trong thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi, cơ bản đạt được nhiều kết quả khả quan. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người cao tuổi. Quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan có kế hoạch cụ thể, chăm lo tốt hơn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em, có giải pháp xây dựng mạng lưới cộng tác viên làm công tác trẻ em, đầu tư nguồn lực thúc đẩy hơn nữa hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở, đẩy mạnh việc thanh kiểm tra, ngăn ngừa các hành vi bạo lực, xâm hại, vi phạm pháp luật ở trẻ em, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong triển khai thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tỉnh cần tiếp tục huy động các nguồn lực cùng chăm lo, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, phát huy vai trò của người cao tuổi, nêu gương sáng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.